Chơi đi. Xem cành cây này á. Ờ để giờ ba con mình nhá. Tao đi xuống đi. Đi xuống đi để giờ mình cắt cành. Màu cành luôn đi. Đây để ba vào lấy cái kéo nhá. Hả? Em đi đây, bây giờ. Để rồi. Thế là đi bảo là hôm qua bi làm hỏng cái cây này đúng không? Ừ. 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 Bi biết được đấy thì để ba vào lấy cái kéo nhá để ra cắt cành nhá. Ờ. Nhá. Ở đây nhá, để ba lại kéo nhá. Xong rồi. Nào. Ở đây để ba lại kéo tắt chứ.
Đó, để cắt canh bên trong cây nhá. Sao đó? Canh nhá. Đấy, để mình trồng cây mới nhá. Đấy, như vậy chưa? Đây. Đấy. Đấy, mình cắt canh này đi. Để mình trồng ra nhá. Đấy. Ở đây có rất nhiều chim nhá. Chim hót lưu lo luôn. Đấy, hiểu chưa? Đây, cây này mình cắt đi. Để mình trồng cây này nhá. Đi ngồi đấy đi, ngồi đấy, ngồi đấy. Đi 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 xuống đấy, đi xuống đấy, đi xuống đấy, xuống đi, xuống đi, ngồi đây nguy hiểm, xuống đấy, rồi, xuống đi, xuống đi. Đi cút canh nhá. Cút canh ở đây được rồi. Giỏi quá nhỉ. Đi giỏi đấy nhỉ. Đó, đẹp đấy ạ. Đây, để kẹp cái tít nào. Đi đi. Đi. Đi giỏi nhỉ. Hả? Giỏi đấy.
Mà đã vào quân chân hả? Hả? Đó. Đi, vào làm giờ đi. Chùi đó hả? À, cái cắt thế này nó mới lên chùi được chứ hả? À, sao cái thương cây á? Sao không sao đâu, tí là trồng nhá, tí là mang ra trồng nào. Tí để đây nào, để đây đi, để đây là để bê ra trồng này, tí là nó cạn phần nào. Đi xuống đi, đi xuống đi, đi xuống đi, xuống đi. Gửi chặt này nó, cái này nó.
Hả? Đâu đây Bi? Đâu đây? Sao kéo nữ đồ đây? Nào, đồ đấy này. Đây. Rồi. Nha. Ở Bi cũng phải lấy nước đâu. Nước không lấy đâu đâu. Nghe chưa? Đây để đi múc nước cái nào. Nha. Nào đi. Đây là chị múc nè. Hả? Ờ, nó ngồi đây không đâu. Trời ơi, đổ ra đây được biết rồi. Hả? Sao? Đây. Sao? Để tưới cây mạn nhá. À. Ở bên thằng này nhỉ? Bên nhảy thằng này nhỉ? Thằng bên nào? Thằng này. Nhảy thằng này. Đó. Đi lại rửa tay. Nào, tao biết rồi. Xuống cái bệnh. Nào, bây giờ tay nào, được tôi đây.